giới thiệu đến các bạn máy dập xù chân vuông các bạn nhé. Đây ạ, chân vuông, máy dập xù chân vuông. Máy dập xù chân vuông này là có đặc điểm là khi mình dập phồng chân á, nó phồng rất là nhiều so với các máy khác, vì cái bản vuông này nó to, nó cho mình cái xù vuông rất là đẹp các bạn nhé. Và đặc biệt là ở dưới này thì dây vẫn là xoay 360 độ các bạn nhé. Đây, mình vừa cầm điện thoại với trên tay vừa quay nên làm cái video kinh quá. Đây, máy một sản phẩm của G3 các bạn nhé. Ở đây là có, nó có gồm nhiệt cho gồm là 140, 160, 80, 200, 220 các bạn nhé. Đây, mình bật gần cho các bạn xem. Đấy, có 3 mức nhiệt. Thì mình sẽ chỉnh cái mức nhiệt nào phù hợp với tóc của mình các bạn nhé.